Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ đi sơ lược cái thông số của cái con máy này nha các bạn. Thì cái máy này là mình mới vừa nhận sửa này, thì mình đã sửa xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem cái thông số bên trong. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra này. Đây, bên trong con máy này nha các bạn. Cái máy này nó có cả cái màn hình hiển thị cái thông số luôn, tức là cái tần số đúng không ạ? Ở đây mình đã viết sẵn cho các bạn dễ nhìn luôn này. Thì con máy này nó xài biến áp E50 nha các bạn, và chạy với cái tần số là 16 kHz. Cái tần số này là mình đã đo chính xác từ cái bo tự động rồi nha các bạn. Và máy có biến áp lái cách ly luôn. Đây này các bạn, biến áp lái cách ly 16 này, E16 này các bạn. Và phét thì sử dụng cái con phét là KIA 2806A nha các bạn. Đây, để mình sẽ soi chi tiết cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn để ý kỹ này, KIA 2806A nha các bạn, con phét lớn này. Và cái con chở kích chạy trên G này là 100 ohm nha các bạn, nó chính xác là 100 ohm luôn, mình đã đo rồi. Và chở smart của nó là 1,5 kg nha các bạn. Tụ lọc nguồn đầu ra của nó này là 470 microfarad, và cái điện áp chịu đựng là 450V nha các bạn. Và máy này chạy nhân áp này. Tuy là cái máy này có 4 con diode nhưng thực tế là nó nối song song đó các bạn. Thì mình gắn song song nhiều con như này thì cái nội trở của cái con diode đó nó sẽ nhỏ lại, và cái cường độ điện đi ra sẽ cao. Tức là mình có thể nói là cái độ chịu dòng của nó đó các bạn, tức là cái cường độ dòng điện mà nó chịu đựng được đó là nó sẽ cao hơn nữa. Đây là bo dao động đấy các bạn, cũng xài con KA3525 thôi. Và đây là cái bo bích này các bạn. Đây nó xài cái con bích 16F716 này. Đó, mình đã soi chi tiết cho các bạn xem luôn. Và tiếp đến là tụ băm nha các bạn. Tụ băm thì ở đây cái con bên trong này là 4mm này. Bên ngoài này cũng 4mm luôn. Khi mà nắp song song như thế này thì nó sẽ tăng điện dung lên là khoảng 8mm nha các bạn. Và cái con ngoài cục này, con màu đen ở đây là 3mm. Tổng cộng lại là cái máy này nó chạy tụ băm là 11mm nha các bạn. Và tiếp đến là cái con SCR này các bạn. Cái con SCR này cũng là dạng công suất lớn luôn. Đây là mình sẽ soi chi tiết thông số cho các bạn xem này. Cái thông số của nó là BCB35800 nha các bạn. Con này thì mình cũng ít xài cho nên là mình cũng không có rõ là cái thông số của nó chịu được cái cường độ dòng điện là bao nhiêu, và cái điện áp chịu được là bao nhiêu. Nếu như các bạn muốn biết cái thông số của cái con này thì các bạn cứ tra lên dataset nha các bạn. Và đây cái cuộn cảm thì cũng có cả cái nỗi biến áp xung luôn. Và đặc biệt những cái nỗi biến áp xung khi mà mình gắn với cái cuộn cảm đầu ra như này nè các bạn, thì đa số là đều phải cách ly chứ không có cho cái nỗi nó chạm với nhau này. Các bạn để ý này, như cái máy Samus vừa rồi đó mình đã review thì cũng cách ly cái miếng giấy ở giữa cái hai cái e biến áp như thế này. Các bạn để ý kỹ này, đó có một cái lớp giấy này các bạn. Nó có một cái lớp giấy để nó cách ly cái hai cái e biến áp ra này. Bên này cũng vậy này các bạn. Bên này cũng có một cái miếng giấy này. Đó, để cho các bạn biết rõ ràng luôn. Tại nhiều bạn nhiều khi là cứ nhìn cái máy nó có cái cục cuộn cảm như này và có cái nỗi biến áp như này thì cứ nghĩ là nó sát với nhau luôn, nhưng mà không phải đâu nha các bạn. Đối với hai con SCR này thì nó chạy kiểu nối tiếp nha các bạn, và được lái cách ly luôn bởi cái con bích này luôn này các bạn. Cái quạt này cũng được điều khiển bởi cái con bích này luôn. Đối với con MOSFET chống ngược cực này thì nó xài con MOSFET thông dụng nha các bạn. Thì nó xài cái con 80 này, F70 này, 4 con. Rồi, coi như là mình đã review xong cái con máy này rồi. Bây giờ mình sẽ test thử máy nha các bạn. Đối với con này mình sẽ test bằng bóng 1000W. Mấy cái máy này mình sẽ test một lúc thôi, tức là mình test có chút xíu thôi các bạn, chứ mình không có test lâu, tại vì cái máy này nó ăn điện rất là kinh. Mà mình xài bình 30 như này thì mình test lâu dài nó sẽ hư cái bình luôn các bạn. Cho nên là mình sẽ không có dùng nó để mà test lâu nha các bạn. Những cái mẫu máy như này á, là xài bình phải bình 100A đổ lên thì nó sẽ ngon, nó sẽ không hại bình.
Đây cái màn hình của nó này các bạn. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu sửa máy thì cứ liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả video bên dưới nha các bạn. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu hay các bạn hãy nhấn like và subscribe kênh để đón xem thêm nhiều video hay nữa nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người.